Thành tích phim của Dương Dương và Vương Sở Nhân chính thức vượt mặt tiêu chuẩn Bạch Kính Đình. Sau khi lên sóng bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, do Dương Dương và Vương Sở Nhân đóng chính đã vượt mặt các bộ phim hot như Ngọc Cốt Sao, Trưởng Phòng Độ. Mùa phim Trung Quốc hè 2023 trong tháng 7 tiếp tục là cuộc đua của những bộ phim mới, trong đó Ngọc Cốt Sao của Tiêu Chiến và Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương là hai tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn nhất. Sức hút của nam chính lưu lượng Đông Phan Tiêu Chiến đã giúp Ngọc Cốt Sao đạt thành tích đáng nể ngay từ ngày đầu lên sóng. Phim chạm mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Tencent chỉ sau 5 giờ. Chỉ sau 3 ngày, Ngọc Cốt Sao đã lên top đầu cả hai bảng xếp hạng nhiệt độ phim của Deadwin và Vinicast. Tuy nhiên, phim ra Tiêu Chiến đóng chính nhanh chóng chạm trán đối thủ mới Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, bộ phim hiện đại do cặp đôi Tình Tiên Đồn Dương Dương, Vương Sở Nhiên thủ vai chính. Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chiếu trên cả đài truyền hình và nền tảng trực tuyến từ tối ngày 5 tháng 7, lập tức tạo cơn sốt. Bộ phim đã có gần 80 chủ đề lọt vào top xu hướng tìm kiếm hot search của nền tảng Weibo, trong đó có 7 hot search đứng top 1 khi phim lên sóng. Chỉ trong vòng ngày đầu tiên, phim lọt vào top 7 bảng xếp hạng nhiệt độ Deadwin, top 1 bảng xếp hạng phim chiếu đài Vinicast. Nam chính Tống Diệm Dương Dương đứng vị trí thứ 3 trong danh sách nhân vật phim hot nhất của Vinicast, trong khi nữ chính Hứa Thấm, Vương Sở Nhiên lọt vào bảng xếp hạng ở vị trí thứ 9. Nhưng dù phải đối đầu với nhiều phim đang hot thì Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi vẫn bứt phá nhanh chóng.